vị, sáng ngày 2 tháng 4, trong quá trình rà soát kiểm tra việc tuân thủ hợp đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan phát hiện thêm 4 gối cao su trên gói thầu CP2 Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên bị xê dịch khỏi vị trí. 4 gối mới được phát hiện gồm 2 gối cao su bản thép, nhà sản xuất Megabay, sử dụng cho dầm cầu cạn tại vị trí phụ B905 thuộc đoạn dầm cầu cạn VD9 và 2 gối nhà sản xuất Kawaking tại trụ P1106 thuộc đoạn cầu cạn VD11. Các gối dịch chuyển khỏi đá kê gối 7mm và 11mm không rõ nguyên nhân. Gói thầu CP2 đoạn trên cao và các depot do Sumitomo Sanko 6 làm tổng thầu, liên danh nhà thầu phụ FVR, đơn vị thiết kế Sutra Pháp. Như vậy, cùng với 2 gối cao su bị rơi và xê dịch được phát hiện cuối năm 2020, tính đến nay tổng cộng có 6 gối cao su trên gói thầu CP2 có vấn đề. Được biết, gói thầu CP2 hiện đạt gần 92% khối lượng công việc. Hơn 17 km thuộc gói thầu CP2 đã lắp xong 11 mái nhà ga, cơ bản hoàn thiện hạ tầng thiết bị chuẩn bị cho công tác chạy tàu. Hệ thống điện cũng đã thi công xong. Sự cố tại công trình đang thi công theo hợp đồng và chưa bàn giao cho chủ đầu tư. Do đó, Sumitomo Sanko 6 với vai trò tổng thầu EPC chịu trách nhiệm đối với chất lượng công trình. Đầu tháng 2 năm 2021, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố phê duyệt cho tổng thầu Sumitomo Sanko 6 lựa chọn tư vấn bên thứ ba độc lập điều tra, rà soát nguyên nhân nhằm đẩy nhanh tiến độ và sự khách quan, nhưng đến nay tổng thầu vẫn chưa thực hiện. Chủ đầu tư và liên danh tư vấn NJPT đã nhiều lần cảnh báo tổng thầu Sumitomo Sanko 6 liên tục chậm trễ trong tiến trình phối hợp điều tra nguyên nhân. Điều này làm ảnh hưởng dây chuyền đến tiến độ cả dự án. Riêng vụ 2 gối cầu bị xê dịch rớt hồi cuối năm 2020, tổng thầu vẫn chưa có báo cáo kết luận nguyên nhân cuối cùng.